Kính chào các anh chị. Hiện nay, theo như em được biết, các kế toán và các công ty dịch vụ kế toán khi thực hiện các công việc của kế toán hàng tháng, hàng quý và hàng năm thì không có theo dõi chi tiết các đầu việc hoặc có theo dõi nhưng theo dõi thủ công ngoài Excel hoặc là Word. Như vậy thì sẽ rất bất tiện cho kế toán dẫn đến sai sót trong công việc. Để giải quyết các vấn đề trên thì hôm nay kế toán Việt Hưng giới thiệu đến các anh chị một sản phẩm Giúp cho kế toán quản lý công việc được dễ dàng, đầy đủ, nhanh và chính xác hơn, đó là phần mềm quản lý kế toán. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về phần mềm quản lý kế toán bên Việt Hưng. Sau khi các anh chị đăng ký sử dụng gói sản phẩm, Kế toán Việt Hưng sẽ cấp và gửi đến anh chị một tài khoản bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu. Từ đó các anh chị truy cập vào website và điền địa chỉ email chính là tên đăng nhập và điền mật khẩu, nhấn vào login. Đây chính là giao diện phần mềm quản lý kế toán anh chị sẽ sử dụng để làm việc. Phần mềm quản lý thì có các menu như quản lý sẽ bao gồm dự án để anh chị quản lý các công việc rủi ro của lĩnh vực mà anh chị đăng ký. Đồng thời, anh chị cũng sẽ xem được các cái báo cáo hoàn thành tiến độ công việc cũng như là thống kê số liệu. Tại tính năng ban công việc phân loại giúp cho các anh chị những công việc nào đã làm, chưa làm hoàn thành. Để từ đó, các anh chị có kế hoạch xử lý công việc tiếp theo. Tính năng công việc hiển thị tất cả các công việc anh chị đã import từ dự án mẫu sang dự án công ty anh chị. Để lọc trạng thái, các anh chị có thể chọn trạng thái chưa làm, đã làm, đang làm hay hoàn thành hoặc ẩn việc đã xong để anh chị lọc các công việc được nhanh. Tìm kiếm tên công việc thì các anh chị nhấn vào tìm kiếm. Ở đây em ví dụ là tìm kiếm về tờ khai thì em điền tờ khai, sau đó em nhấn enter. Phần mềm hiển thị lên cho anh chị các nghiệp vụ liên quan đến tờ khai như là lập tờ khai thuế giá trị gia tăng hoặc là đối chiếu tờ khai. Nếu muốn phân quyền cho từng nhân viên, anh chị sẽ phải vào phần nhân sự, tạo mới nhân viên. Chức vụ nhân viên trong công ty, lĩnh vực anh chị quản lý và đánh giá năng suất làm việc của nhân viên để thưởng cho nhân viên. Menu tin tức mới được kế toán Việt Hưng cập nhật hàng ngày theo từng lĩnh vực để anh chị nắm bắt luật thuế kế toán cũng như là công văn nghị định kịp thời, xử lý nhanh chóng nghiệp vụ cho công ty anh chị. Menu tin nhắn sử dụng để anh chị nhắn tin trao đổi với nhân viên cũng như nhắc nhở nhân viên khi làm việc cần phải lưu ý những vấn đề gì. Tại menu thông báo được kế toán Việt Hưng cài đặt nhắc nhở anh chị các vấn đề quan trọng cần lưu ý như là đến kỳ kê khai thuế, Việt Hưng nhắc nhở anh chị nhớ nộp tờ khai thuế và tiền thuế đúng hạn. Sau đây thì kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn cho các anh chị tìm hiểu chi tiết hơn về các tính năng của phần mềm quản lý kế toán. Anh chị đăng ký sử dụng gói sản phẩm của loại hình doanh nghiệp nào thì sẽ nhận được dự án của loại hình doanh nghiệp đó trong phần quản lý dự án. Ở đây em ví dụ tài khoản được đăng ký về lĩnh vực nhà hàng khách sạn. Do đó, trong phần dự án này sẽ nhận được hai mục là rủi ro về nhà hàng khách sạn và công việc về nhà hàng khách sạn tại rủi ro và công việc của nhà khách sạn này thì sẽ chưa có các đầu mục công việc. Do đó, các anh chị sẽ cần phải vào phần dự án, chọn dự án mẫu, chọn quản lý công việc, sang tab công việc. Các anh chị sẽ thấy được tất cả các cái đầu mục công việc liên quan đến lĩnh vực nhà hàng khách sạn, bao gồm hai trang. Đây chính là những công việc kế toán Việt Hưng đã set up sẵn vào mẫu để các anh chị import sang dự án của các anh chị. Tại đây thì các anh chị sẽ tích vào ô vuông đầu tiên trên cùng để chúng ta import tất cả các công việc bên lĩnh vực nhà hàng khách sạn sang dự án của anh chị. Các anh chị chọn thêm dự án, chọn đến dự án công việc nhà hàng khách sạn bởi vì đây đang là những công việc. Sau đó các anh chị nhấn vào áp dụng. Quay trở lại dự án, các anh chị chọn công việc nhà hàng khách sạn tại tab công việc. Lúc này các anh chị sẽ thấy được tất cả những đồ việc đã được import sang. Trường hợp các anh chị làm hoàn thiện đầu mục nào thì các anh chị chọn vào hoàn thành, chưa làm thì các anh chị chọn là chưa làm, trường hợp đã làm thì các anh chị chọn là đã làm, đang làm thì các anh chị chọn trạng thái đang làm. Nếu muốn sửa các đầu việc thì các anh chị nhấn vào dấu ba chấm, chọn vào sửa. Muốn ghi chú những cái vấn đề gì liên quan đến đầu việc này, các anh chị viết vào phần miêu tả. Hoặc muốn giao đầu việc này cho nhân viên nào thì các anh chị chọn nhân viên mà các anh chị sẽ giao. Xong thì các anh chị sẽ nhấn vào lưu để chúng ta lưu lại đầu việc sau khi đã được chỉnh sửa. Trường hợp muốn thêm công việc, anh chị nhấn vào thêm công việc. Trường hợp thêm công việc này chính là trong trường hợp tất cả các công việc ở trên này chưa có thì các anh chị mới thêm. Còn nếu như có rồi thì các anh chị sẽ không cần phải thêm nữa. Nếu như các anh chị thấy thiếu thì các anh chị chọn thêm công việc. Chọn lĩnh vực các anh chị đang làm chọn ngày bắt đầu và hạn chót hoặc là vô hạn giao cho nhân viên nào các anh chị chọn còn không thì thôi và đầu việc này thuộc đầu kỳ hay phát sinh trong kỳ hay cuối kỳ thì các anh chị chọn hạch toán sau đó các anh chị chọn vào lưu trường hợp có đầu việc lặp lại ở đây em ví dụ lập tờ khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng hàng quý công ty các anh chị thực hiện kê khai thuế theo quý ở đây thì chỉ có một dòng liên quan đến lập tờ khai thuế giá trị gia tăng hàng quý Do đó, các anh chị nhấn vào nhân bản để chúng ta nhân bản lên. Giả sử em có tờ khai thuế quý 4 rồi, em nhân bản lên, em chọn tờ khai thuế quý 3 chẳng hạn, sau đó em nhấn vào lưu. Lúc này tại mục tờ khai thuế giá trị gia tăng, em sẽ có thêm một tờ khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng, hàng quý và đây là quý 3. Để tìm kiếm nhanh tên công việc thì các anh chị nhấn vào kính lúp ở phía trên này. Em giả sử tìm kiếm công việc liên quan đến lương thì em điền vào ô tìm kiếm này là lương. Sau đó nhấn Enter. Phần mềm sẽ tự lọc ra cho các anh chị các nghiệp vụ liên quan đến lương. Tra cứu xong thì các anh chị lại nhấn vào xóa hết. Tại mục công việc thì phần mềm cũng sẽ hiển thị tất cả các công việc giống như ở bên dự án sang bên phần công việc này cho các anh chị để các anh chị dễ nhìn hơn. Cũng tương tự nếu như mà các anh chị muốn thêm công việc thì các anh chị chọn vào thêm công việc nếu muốn lọc trạng thái của các công việc thì các anh chị chọn vào trạng thái và các anh chị chọn từng trạng thái mà các anh chị cần lọc sau đó nhấn enter tại menu nhân sự ở đây có nhân viên chức vụ và lĩnh vực đánh giá đối với menu nhân viên thì trong trường hợp anh chị muốn quản lý nhân viên cũng như là muốn giao việc cho nhân viên tại mục nhân viên chưa có nhân viên của công ty anh chị do đó các anh chị sẽ phải nhấn vào thêm nhân viên Mã ID nhân viên thì phần mềm sẽ tự cập nhật Lời chào thì các anh chị chọn sao cho phù hợp với nhân viên đó Họ tên của nhân viên các anh chị điền vào Ở đây em giả sử là Nguyễn Phương Lan Email nhân viên phương lan 123a.gmail.com Mật khẩu chỉ định ở đây thì nhân viên thuộc chức vụ nào thì các anh chị chọn chức vụ đó Lĩnh vực thì sẽ bao gồm lĩnh vực công ty anh chị điện thoại của nhân viên các anh chị điền vào nếu cần thiết giới tính các anh chị chọn giới tính phù hợp với nhân viên các thông tin khác các anh chị có thể điền hoặc bỏ trống chọn cho phép đăng nhập nhận email thông báo sau đó chọn vào lưu từ đó các anh chị sẽ thấy nhân viên nguyễn phương lan nằm trong menu nhân viên muốn xem các chức vụ thì các anh chị chọn vào menu chức vụ để các anh chị xem tiếp theo là menu lĩnh vực thì đây là những lĩnh vực mà các anh chị đăng ký sử dụng phần mềm quản lý kế toán của bên kế toán Việt Hưng. Đó là các thông tin ở trong phần menu nhân sự. Còn tại menu khách hàng thì anh chị sử dụng để thêm và phân quyền cho khách hàng trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là khách hàng là người mua hàng của công ty anh chị. Thì lúc này để tạo công ty khách hàng thì các anh chị chỉ cần vào phân hệ khách hàng, chọn thêm và các anh chị điền thông tin của công ty khách hàng vào phần thêm khách hàng này. Các anh chị lưu ý tại mục có dấu sao là chúng ta bắt buộc phải điền. Điền xong thì các anh chị nhấn lưu. Còn đối với khách hàng là doanh nghiệp thuê dịch vụ kế toán của công ty anh chị, tức là công ty anh chị là một công ty về dịch vụ kế toán có nhận nhiều các công ty về làm thì lúc đó các anh chị cũng sẽ phải thêm khách hàng và từ đó sẽ phải phân quyền cho các khách hàng thuê doanh nghiệp anh chị làm dịch vụ để khách hàng có thể biết được tiến độ công việc mà công ty hoàn thành. Cách thêm khách hàng thì các anh chị cũng nhấn vào thêm và điền đầy đủ thông tin khách hàng vào. Các anh chị sẽ vào phần quản lý dự án tại menu công việc. Các anh chị nhấn vào dấu ba chấm và chọn vào sửa. Muốn thêm cho khách hàng là công ty nào thì các anh chị chọn công ty đó. Chọn khách hàng là công ty Đình Phong. Sau đó các anh chị nhấn lưu. Bởi vì khách hàng của công ty anh chị và công ty cổ phần thương mại dịch vụ Đỉnh Phong. Và từ đó, anh chị gửi email và tên mật khẩu cho khách hàng để khách hàng đăng nhập vào và theo dõi. Mật khẩu chính là mật khẩu mà lúc các anh chị tạo khách hàng có điền mật khẩu thì các anh chị gửi cho khách hàng. Đó là đối với các công việc trong dự án. Còn đối với các rủi ro, các anh chị cũng vào phần quản lý chọn dự án, chọn rủi ro, chọn dự án mẫu. Tiếp theo thì các anh chị sẽ nhập khẩu các rủi ro. Các anh chị sang tab công việc, tích chọn tất cả các rủi ro, chọn vào thêm dự án và nhấn vào rủi ro nhà hàng khách sạn chọn áp dụng. Đây là những rủi ro và những giải pháp để giúp cho các anh chị xử lý các cái vấn đề phức tạp trong doanh nghiệp anh chị được nhanh, chính xác nhất. Các anh chị quay sang phần dự án, tại mục rủi ro nhà hàng khách sạn, sang tab công việc, các anh chị sẽ thấy được những rủi ro cũng tương tự như bên công việc của dự án nhà hàng khách sạn thì bên rủi ro nếu như các anh chị muốn sửa thì nhấn vào sửa và muốn xóa thì nhấn vào xóa hoặc muốn nhân bản thì chọn nhân bản. Và trạng thái các anh chị cũng lựa chọn nếu như muốn phân quyền cho nhân viên nào thì các anh chị cũng nhấn vào sửa và chọn giao cho đối tượng là nhân viên các anh chị muốn giao. Và trong những rủi ro này các anh chị xem phần miêu tả để hiểu hơn về những rủi ro cũng như tìm ra được những cái giải pháp để xử lý công việc một cách nhanh và hiệu quả nhất. Và trong phần mềm này thì kế toán Việt Hưng cũng có cập nhật các tin tức mới phục vụ cho lĩnh vực hoạt động của từng doanh nghiệp. Các anh chị sẽ vào menu tin tức mới, chọn vào tất cả để xem tất cả những thông tin được cập nhật mới. Muốn xem thì các anh chị tích vào từng đầu công việc, phần mềm sẽ mở ra cho các anh chị những nội dung ở bên trong. Nếu muốn nhắn tin thì các anh chị vào mục tin nhắn chọn tạo trò chuyện Chọn thành viên mà các anh chị cần nhắn tin đến, sau đó điền nội dung tin nhắn vào và nhấn vào chữ gửi. Nếu muốn hỗ trợ nhanh, kịp thời để xử lý công việc của anh chị, thì các anh chị vui lòng liên hệ đến hotline của Kế Toán Việt Hưng là 0988 680 223 hoặc email chăm sóc khách hàng a à hưng vn Như vậy là em vừa giới thiệu cho các anh chị tổng quan về phần mềm quản lý kế toán của Kế Toán Việt Hưng. Hy vọng phần mềm này sẽ giúp cho anh chị xử lý công việc được nhanh và hiệu quả nhất. Chúc anh chị thành công.